Ở đây là toàn cảnh hang đá của xóm An Rê. Ở đây là khung cảnh ở bên trong hang đá của xóm An Rê, rất là rộng rãi. Mình rất muốn là với quy mô hang đá này mà có một bộ tượng Giáng sinh lớn hơn gấp phải 5 lần, gấp 5 lần thì sẽ đẹp hơn. Cái chữ vinh danh Thiên Chúa trên trời là dùng của năm trước, hơi nhỏ. Xóm mới lên chữ xóm An Rê, nhà tháp nhà thờ. Và đây là khung cảnh trước nhà thờ Thánh Phêrô. Cái cổng này nó cũng như năm ngoái, nhưng mà năm nay nghe trang trí răng cái đèn led này nó bị xệ xuống, thành ra nó hơi xấu. Đây là bên trong nha, đèn nháy rất là tưng bừng. À, đây là bên hang đá của xóm Phêrô. Nháy rất là loạn. Đây, chú quẩy đây. Hôm trước thì có quay hang đá của xóm Phêrô rồi, thì mọi người đã thấy nó khá là ổn rồi. Hôm nay có hai cái cột nhấp nháy này mình không thấy thích lắm, nó chẳng thể hiện được cái gì. Đó. À, hôm nay có thêm đống củi sưởi cho Chúa này. Đó, nhìn đống củi nó mát luôn đúng không ạ? Và mọi thứ cũng vẫn là ổn, chỉ có hai cái cột nháy hai bên là mình không thích rồi, nó rối mắt quá mà nó cũng chẳng mang lại cái biểu tượng gì. Rồi xin mời đi xong tiếp theo nhé. Tiếp theo là đến xóm Banaba. Nhìn từ xa thì đã thấy nháy rất là nhộn nhịp rồi. Đây là hang đá của xóm Barnaba. Đó. Vẻ xóm Barnaba đã hoàn thiện hang đá của mình. Bộ tượng này đưa vào hang đá này thì lại lớn quá. Nếu bộ tượng này mà đặt ở hang đá của xóm An Rê thì có vẻ hợp lý hơn. Đó mọi người nhìn này. Đó. Kệ chưa xong vẫn cứ phải quay. Đấy, xóm Bắc Đa Ba này chưa xong. Xóm Bắc Đa Ba toàn lông đi làm đêm mà tranh thủ làm nhưng chưa xong được. Đây có lẽ là hạng mục cuối cùng của xóm Bắc Đa Ba. Đây là xóm Simon. Xóm Simon.
ngay cửa làng này. Ở đây là hang đá của xóm Simon này. Đấy, Simon thì rất là đơn giản. Đây nên là xóm Simon nó hoàn thiện từ rất là lâu. Hoàn thiện cùng với cả xóm Phaero ngoài kia. Hôm nay cho mọi người xem lại buổi tối, khung cảnh buổi tối của hang đá của xóm Simon. Ở xóm Simon năm nay thì có làm thêm những cái cột sao ở ngoài đường như thế này, ngoài đường 428B. Đó, mọi người có thể thấy cái hàng cột sao ở ngoài đường của xóm Simon vút lên trời cao này. Đấy, có một số người đang quay phim này. Đấy, nằm trên địa bàn của xóm Simon thì hiện tại là đang có công trình của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, phân khoa Triết học và Tu đức vừa mới xây xong. Đây là cổng của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vừa mới xây xong này, chưa sơn luôn. Đến đầu năm mới thì các thầy phân khoa Triết học và Tu đức sẽ về đây để tiếp tục chương trình học của năm nay và các năm sau. Tương lai thì sẽ có phân khoa Thần học của Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cũng về đây để học. Thì công trình sẽ được xây dựng thêm. Từ xóm Simon thì chúng ta sẽ đến một xóm tiếp theo, đó là xóm Đền Thánh Giuse. Ở đây cũng có cột sao này nhưng mà lại không thắp điện. Ở xa xa chúng ta sẽ thấy Đền Thánh Giuse rất là sáng, rất là rực rỡ. Nhưng năm nay là ở Đền Thánh Giuse là không làm hang đá, nó chỉ trang trí ở đền thôi. Rất là sáng. Mọi người có thể thấy khuôn viên của Đền Thánh Giuse năm nay rất là rực rỡ. Hai cây hoa đại trước cửa sáng rực luôn. Đây là Đền Thánh Giuse có lịch sử trên 100 năm. Thánh Giuse là thần hoàng làng của Hoàng Nguyên, vị bảo trợ của làng Hoàng Nguyên. Đền Thánh Giuse năm nay trang trí rất là đẹp. Trên có chữ mừng Chúa Giáng Sinh này. Không cần dùng nhiều hiệu ứng nhấp nháy nhưng rất là đẹp. Mình rất là thích kiểu trang trí như thế này.
rất là đẹp, rất là rực rỡ, rất là giống ở trên thành phố. Xin mời mọi người, chúng ta sẽ đi vào tham quan nhà thờ giáo xứ nha. Trong này này chưa chưa bật điện là con đường chính rất là tiếc. Chúng ta sẽ đi vào nhà thờ nhé. Nhà thờ cơ bản trang trí thì cũng đã gần hoàn thiện rồi. Đây là khuôn viên của giáo xứ Hoàng Nguyên. Sau khi mở rộng thì rất là rộng. Các bạn thiếu nhi đang tập diễn nguyện, chuẩn bị cho Giáng sinh. Đây là khuôn viên ở nhà mục vụ của mấy nhà sứ. Làm này rất là sáng. Có vẻ như là ở trên trên nóc của nhà mục vụ là chưa trang trí một cái ngôi sao, như mọi năm là có một cái ngôi sao. Một ngôi sao rất là đẹp ở trên này. Nhà mục vụ thì mới xây xong thôi. Năm nay các cái cây được quấn các cái dàn led này rất là sáng, cái khuôn viên này mọi người có thể thấy rất là nhiều diễn viên đang tập trung tập cho buổi hoan ca của Giáng sinh. Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, chỉ là các tiết mục diễn nguyện thôi. Mọi người có thể thấy rất là nhộn nhịp. Đây là khuôn viên khu vực hang đá. Hang đá thì chưa biết là các ông đã trang trí xong chưa, nhưng mà cơ bản thì mình thấy là cũng dần hoàn thiện rồi. Hang đá từ khi mà nâng khu vực khuôn viên nâng lên thì thành hang đá là hơi thấp. Ở dưới này sẽ có một dàn phun nước này, chắc là tối tắt rồi. Mọi người có thể thấy này, ở đây sẽ có một dàn phun nước. Và đây là khu vực hang đá này. Cách trang trí này nó cũng rất là đơn giản. Ở đây sẽ có một cái thác nước này mọi người này. Ở đây sẽ có một cái thác nước. Chưa bật điện lên thôi. Thì sẽ có nước chảy chảy từ cái tảng đá kia này. Chảy theo cái suối này. Gọi là suối này và chảy xuống cái hồ. Và từ dưới hồ này sẽ có một cái từ dưới hồ này sẽ có một cái máy bơm chìm hút nước lên cái thác nước đó. Đây là khung cảnh khuôn viên giáo xứ nhìn từ tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Đằng kia là nhà mục vụ giáo xứ. Đây là các bạn dự trưởng, các bạn dự trưởng của huynh dự trưởng giáo xứ. Các dự trưởng đã tập cho diễn nguyện. Đây là không gian của xóm Mát Thêu. Xóm Mát Thêu gì? Gần nhà thờ nên trang trí đơn giản thôi. Ở đây là không gian của xóm Matthew, Philippe quên. Đây là xóm Philippe nha. Xóm Philippe năm nay thì vẫn như năm ngoái. Họ chỉ làm cột sao ngoài đường thôi, chứ không có làm hang đá.
người ta cùng đi xem cái không gian của xóm Philippe nhé. Cái đèn nháy này thì nhìn bên ngoài nó rất là rực rỡ, xóm Finife thì trải dài rẽ lên cái đường Máng Nổi này nữa này. Đây đang có mấy cái nhà đang xây trên này, cái khu này nó đang tối. Ở chúng ta sẽ đi đến một xóm tiếp theo là xóm Doan nhé. Ở đây là xóm Doan. Năm nay xóm Doan này có các hạng mục là trang trí sao, đèn sao như năm ngoái này, và năm nay có làm hang đá. Ở đây là hang đá của xóm Doan. Ở xóm này đẹp mà. Hơi đẹp á. Vâng. Hang đá của xóm ra này thì có rất là hình khối rất là rõ ràng này, mình rất là thích ở những cái điểm này này. Đó là cái khối của hang đá là đẹp này này. Đằng sau lắp đèn màu này rất là hợp lý, nó không nổi quá nhưng mà nó vẫn có cái khối riêng, có cái nét riêng. Và đặc biệt là năm nay xóm Doan có làm cho hang đá một cái thác nước này, giống như là ở trong nhà thờ. Đó, một cái thác nước giống như trong nhà thờ, đó là một điều rất là đặc biệt. Ở đây thêm thêm vài con cá nữa đây, rất là đẹp này. Có cá nhưng mà nó ấy rồi, Dạ nó lặn rồi, có cá chắc là rồi. cá giờ này đi ngủ rồi. Đi ngủ rồi. Đây, đây là bên trong hang đá này. Nhưng bàn tay rất là khéo tay của xóm Doan trang trí hang đá rất là đẹp. Có cái biển vinh danh Thiên Chúa trên trời. Cái biển này thì là mình thấy nó không không chưa chưa được. Nếu mà cái biển này mà làm cứng lên và thiết kế theo một cái kiểu khác thì nó sẽ đẹp hơn, nổi hơn, giống như cái kiểu cái biển của xóm Andre ấy. Đó, có hai ông thiên thần thổi loa hai bên và cái chữ của nó cũng sẽ nổi lên. Cái này nó hơi bị xẹp. Đấy, trong khuôn viên thì có thêm một cây cây thông một cái thông Noel này. Đó, có một cái thông Noel này. Cái thông này thì khá là đẹp này. Đó, tổng thể của cái hang đá của xóm Doan này thì mình đánh giá rất là cao, rất là đẹp. Thì có cái chữ vinh danh Thiên Chúa trên trời là mình thấy là chưa đẹp thôi. Rồi. Xin chào mọi người nha, chúng ta sẽ đến một xóm tiếp theo nha. Và đây là hang đá của xóm Marco. Xóm Marco tổng thể thì đẹp rồi, nhưng mà mình thấy là cái mảnh sao này là nên đẩy về đằng sau, nó chỉ nằm lền thôi, chứ như thế này thì nó lại sáng quá. Đó. Và khu vực hang đá của xóm Marco thì
tối đúng như là thời Chúa Giêsu, sáng là thời Chúa Giêsu một chút thôi. Đó. Mấy cái nháy này là mình không thích à? Tối thì tối hẳn mà sáng thì sáng hẳn. À, mấy hiệu ứng này rất là khó nhìn. Và đặc biệt là cái chữ vinh danh Thiên Chúa trên trời này mang phong cách của đội thiết kế chung là nền đỏ chữ vàng, mình cũng không thích điều này. Đấy, ở đây có hang đá Đức Mẹ này. Đó, hang đá Đức Mẹ về cơ bản là đẹp rồi, nếu như mà xóm Marco không làm cái mảnh sao này cũng là đã đẹp rồi, nhưng mà làm cái mảnh sao này nó thành ra cái hình khối nhìn buổi tối này. Buổi tối chúng ta nhìn cái hình khối này, này là nó mất cái sự rõ ràng về cái hình khối của cái núi đá đi. Còn cơ bản là đã đẹp rồi. Xin chào xóm Marco.